Hello mọi người, welcome back to my channel Annie Yumi. Nhớ subscribe và like channel của mình. Sáng nay mình đi pick up đồ. Mình đi tới đây để lấy cái nước nước cốt của người ta cho mình. Bao nhiêu mình lấy cũng được hết đó. Cái chỗ này nó thường cho đồ miễn phí á mọi người. Là mình bây giờ mình lấy cho một người bạn. Mình lấy bao nhiêu thôi tại vì mình không có cầm nổi. Xong mình đi về nhà, mình đem hai đứa con của mình đi tới chỗ này có cái sư thú đem mấy con thú ra cho mọi người chơi. Và mình đã đến nơi rồi. Bây giờ mình đi ra, mình gặp cái con này. Và mình đang đứng xếp hàng để đi vô coi thỏ, coi gà, coi vịt, coi dê. Và cái con heo nhỏ nhỏ, chị này chị thích nè. Còn em nhỏ thì sợ thích nhát, không có chịu cầm con gì hết. Con gì tới cũng đứng một bên sợ sợ hết. Còn chị lớn thì chơi với thỏ nè, rờ thỏ nè. Đó, mọi người thấy dễ thương không? Mấy con này là em bé, người ta đem từ cái chỗ săn trại của người ta đem tới đây cho mấy đứa con nít nó chơi và nó vuốt nó. Đó. Có con vịt, con dê nhỏ xíu từ ti kìa. Baby so cute. Cái này là con heo và cái này là con gấu. Con dê đó mọi người. Nó ăn cái gì không biết nữa. Baby thì đứng nhìn thôi. Baby không có rờ nó, baby đứng nhìn. Và bây giờ mình đã đi coi xong rồi thì đến lượt người khác tới xem. Thì bây giờ mình đi chơi. Ở đây có nhiều trò chơi lắm. Để họ đồ chơi cho ma quỷ đó mọi người. Bây giờ thì mình đi vô cái này nè, nhảy. Mấy đứa con nít nó khoái lắm. Đó, cái con này là con turkey, con gà lôi á. Đó, bây giờ đến lượt em vô, em và chị vô là hai đứa. Em thì té ngã hoài, nằm luôn rồi. Rồi chơi. Đó té nữa rồi. Trời ơi té nữa rồi. Chơi xong rồi nóng quá, mệt quá rồi thì bây giờ uống nước là có đầy, có đồ ăn luôn. Đồ ăn với nước cho miễn phí cho mọi người để đây chơi. Thì đây mình đang ăn no quá, ngon quá, đút cho baby ăn. Chị giỏi chưa? Chị dễ thương lắm, chị đút cho em ăn nè. Rồi thì mình ăn xong rồi thì mình đi vô coi thú một lần nữa. Bây giờ mình còn 10 phút để trước khi cái con thú nó đi về nhà của nó. Thì bây giờ mình vô, mình ngày hồi nãy mình chưa gặp cái con này. Con này là therapy của người ta. Rồi còn 10 phút thì mình luôn tiện đi vô đây. Em thì bây giờ đã dạng hơn nhiều rồi. Bây giờ thì có thể rờ nó, mấy con thú này, coi con heo, coi con dê nữa. Đó, chị khoái lắm. 10 phút này là thiên thần. Và rồi xong rồi mình đi ra, mình chùi tay để mình về. Bây giờ trước khi về thì mình đi uống milk tea, mình đi uống trà sữa. Mình đã về tới nơi rồi. Và đây nó, trong cái trà sữa này nó có lầu 1 với ở trên lầu. Trong khi chờ đợi thì mình đang chơi trò chơi cho hai bé. Mình order một ly nước mía và một ly cà phê, trứng, muối. Hai em không thích uống trà sữa, hai em chỉ thích ăn chân trâu thôi và hút giống vậy nó mới lên. Còn mình thì bây giờ uống ly cà phê. Các bạn hãy like, subscribe to kênh của chúng mình nha, để chúng mình có thể làm nhiều video nữa. Cảm ơn mọi người đã coi. Goodbye. Thank you.